Sau đây thì Vân sẽ gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nói về người cha. Bài hát được mang tên Tình Cha. Mời xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Rất là đặc biệt nên là Vân xin và bài hát để tặng cho người cha nữa, nên là Vân xin mời một người nào đó volunteer làm cha hôm nay không ạ? Em xin mời một người được không ạ? Cha già, cha trẻ gì cũng được. Có ai không ạ? Có cha nào không ạ? Dạ. Chú ơi, chú đứng đây giùm con. À,
Chào chú. Và hôm nay thì trời ơi, chú rất là sexy quý vị ạ. Nhưng mà cứ sống vui tươi thoải mái thì con nghĩ là không có quan trọng. Thì sau đây thì chú, con nhờ chú hát một câu giùm con ha. Nếu mà chú không thuộc thì con nhắc chú nha. Được không quý vị? Nhẹ nhẹ ôm con và cha khẽ nói: Này con yêu ơi, xin hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho đến người. Và con ơi chớ bao giờ dối xa. Nghèo thì cho sạch, sạch sao cho đời. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già rồi. Và nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối xa. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thừa. Của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già. Quý vị ơi, quý vị thấy cha hát có hay không? Quá hay. Cha có thể làm ca sĩ được rồi đó.